Chào tất cả các bạn ha, chào mừng các bạn đã quay lại với một video mới từ mình. Mình là Hoàng Thanh Long. Ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một cái thương hiệu bình giữ nhiệt vừa mới mà lại vừa cũ nha. Tí nữa thì mình sẽ giải thích cho các bạn tại sao cái thương hiệu này lại là vừa mới vừa cũ. Nội dung ngày hôm nay thì bao gồm sẽ có 4 phần nha. Phần thứ nhất thì mình giới thiệu cho các bạn về thương hiệu này. Phần thứ hai đó chính là mình sẽ mở hộp nha. Mở hộp cho các bạn xem về cái mẫu mà mình đang cầm trên tay nè. Thật ra đây chỉ là một màu thôi ha. Thật ra nó có hai màu nhưng mà hiện tại thì mình đang có một màu ở đây thôi, cho nên mình sẽ mở hộp cho các bạn xem nó như thế nào. Cái thứ ba đó chính là mình sẽ trên tay và đánh giá cho các bạn là về cái mẫu bình giữ nhiệt này, cũng như cái thương hiệu này nó có chất lượng hay không. Và phần cuối cùng đó chính là mình sẽ giới thiệu cho các bạn về cái chương trình in logo, khắc logo của bình nước tin ha. Ok, chúng ta bắt đầu vào nội dung thứ nhất. Đây chính là thương hiệu Smart Cook nha các bạn. Đây các bạn nhìn thấy ha, thương hiệu này. Thì thật ra đây là một cái thương hiệu các bạn có thể là mới biết ha, nhưng mà thực tế thì mình đã từng giới thiệu cho các bạn về mẫu thương hiệu này rồi á. Thì bây giờ mình sẽ giới thiệu sơ qua về Smart Cook cho các bạn biết ha. Smart Cook, gia dụng thông minh và an toàn cho sức khỏe. Xuất hiện từ năm 1995 đến nay, Smart Cook đã trở thành một cái thương hiệu đồ gia dụng được nhiều người tiêu dùng trên thế giới yêu mến, tin tưởng và trở thành người trợ thủ đắc lực trong công việc nấu nướng hàng ngày. Đặt lợi ích và nhu cầu khách hàng là ưu tiên hàng đầu, Smart Cook luôn cố gắng nghiên cứu, sáng tạo, thiết kế và đưa ra thị trường những sản phẩm tốt nhất, đảm bảo về cả chất lượng, tính thẩm mỹ và xu hướng. Đặc biệt, an toàn cho sức khỏe luôn là tôn chỉ và cam kết của Smart Cook với khách hàng. Hãy để Smart Cook biến công việc nội trợ thành những trải nghiệm thú vị khó quên. Smart Cook là một cái thương hiệu của châu Âu rồi đó. Thì những cái sản phẩm của châu Âu thì họ sẽ rất là quan trọng về việc mà bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng của các bạn. Cho nên là các bạn cứ an tâm khi mà sử dụng các cái mẫu bình giữ nhiệt của Smart Cook ha. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ vào cái phần là mở hộp sản phẩm ha. Sản phẩm này có hai màu nha các bạn. Thứ nhất là màu xanh đen này, thứ hai là màu đen như thế này. Tuy nhiên thì mình chỉ đang có một cái mẫu là mẫu màu đen thôi ha, cho nên mình sẽ mở hộp mẫu màu đen cho các bạn xem. Thì đây là mẫu hộp nha các bạn. Đây là mặt trước này, đây là mặt sau này. Thì các bạn có thể nhìn thấy được hai màu ha, màu đen và màu xanh đen ha. Phần này là phần giới thiệu ha, giới thiệu thương hiệu Smart Cook nha. Rồi ở đây thì chúng ta sẽ có một cái phần hướng dẫn sử dụng này. Ở đây mình thấy có tiếng Việt này, cái này là chắc là tiếng Cộng hòa Séc này, và ở đây thì có tiếng Anh nha. Sản phẩm này có bảo hành là 6 tháng này. Ở đây thì chúng ta sẽ thấy thương hiệu Smart Cook này cũng như là cái mã ha. Mã của sản phẩm này là EDA0310 nha các bạn. Và cái dung tích của sản phẩm này là 520ml nha. Ở trên này thì thương hiệu Smart Cook như cái mã thôi. Bên trong này các bạn, thì ở đây các bạn sẽ thấy này, cái sản phẩm chúng ta để qua bên nha. Ở trong này nè các bạn sẽ nhìn thấy là chúng ta có thêm một cái phần nữa. Đây chính là phần hướng dẫn sử dụng này, cũng như là phần phiếu bảo hành nha các bạn. Phiếu bảo hành này thì bảo hành 6 tháng nha. Tại sao cái phần sách hướng dẫn này thì nó lại có thương hiệu Omid này, thì mình đã từng giới thiệu các bạn á. Thì Smart Cook thật ra đây là một cái thương hiệu của Omid nha, cho nên là sách hướng dẫn là Omid cũng bình thường nha các bạn. Và đây là sản phẩm của chúng ta này, thì được bọc trong một cái bọc ni lông như thế này nha. Bây giờ chúng ta sẽ đến một cái phần nữa, đó chính là phần đánh giá về cái sản phẩm nha. Trước tiên là mình cảm thấy sản phẩm đây là một cái sản phẩm khá là chất lượng nha, cầm trên tay khá là chắc tay này. Và các bạn nhìn thấy cái mẫu này á, nó quen không? Mẫu này mình thấy khá là giống với một cái mẫu mà mình đã từng giới thiệu các bạn á. Đó chính là cái mẫu lóc và lóc nem tum lờ các bạn ha, nó khá giống như thế này. Đây là phần nắp nha các bạn. Phần nắp này thì được làm bằng nhựa PP nha các bạn. Ở đây chúng ta có thêm một cái phần quai sắt này. Quai sắt này thì được làm bằng silicon nha các bạn. Đấy, nó sẽ dẻo như thế này. Ở đây chúng ta có thêm một cái chữ gọi là sport này. Đấy, rất là phù hợp cho những anh chị nào mà chơi thể thao ha. Mình mở nắp ra, nắp đậy khá là chắc chắn nha các bạn. Dặn với cơ chế dặn như thế này. Ở bên trong này chúng ta sẽ có thêm một cái phần nữa, đó chính là phần silicon nha các bạn, để giữ nhiệt tốt hơn. Rồi đây chính là cái phần miệng bình này. Đấy ha. Ở bên trong này chúng ta thấy có một cái phần gói hút ẩm nha. Đấy, nếu mà chị các bạn nhìn kỹ bên trong này, các bạn sẽ thấy có một cái chữ ha, đó chính là SUS
304 nha các bạn. Cái này nghĩa là sao? Có nghĩa là cái phần bên trong bình này nè, nó được thiết kế bằng thép 304 các bạn, bằng inox 304 á. Theo thông tin mình đọc được á, thì bên trong này nè còn được tráng thêm một cái lớp chống dính nữa nha các bạn, để cái chống bám bặm cũng như là cái việc vệ sinh nó sẽ tốt hơn ha. Bình này thì được làm bằng thép 304 nha các bạn. 304 thì nó chống rỉ sét rất là tốt ha, cũng như cái việc giữ nhiệt nó cũng khá là tốt luôn. Rồi bên ngoài này thì cũng được làm bằng thép nha các bạn, và được sơn một cái lớp, nó không phải là sơn nhám, sơn sần như là những cái mẫu của bình giữ nhiệt lock lock ha. Đó, mà là cái lớp sơn này là lớp sơn mờ ha. Đấy. Và ở đây các bạn sẽ nhìn thấy có cái chữ là Smart Cook nè ha. Ở đây có một vài cái thông tin mà Smart Cook giới thiệu cho các bạn này ha. Bình giữ nhiệt hút chân không. Hút chân không nghĩa là sao? Có nghe thường thường những mẫu bình giữ nhiệt này nè, nó sẽ có 3 lớp nha các bạn. Ở bên ngoài là thép nè. Ở giữa là có một cái lớp chân không, và ở trong nữa thì là cái lớp thép ha, giúp cho cái việc giữ nhiệt nó sẽ tốt hơn. Một số cái bình thì nó có 4 lớp luôn, ví dụ như là của lock thì có thể là có 4 lớp, có thêm một lớp đồng nữa chẳng hạn ha, giúp cho cái việc giữ nhiệt nó tốt hơn nữa. Ở đây các bạn sẽ nhìn thấy thêm một số thông tin này, khả năng giữ nhiệt của nó là đến 8 tiếng nha các bạn. Phần đáy này thì không có lớp silicon để bảo vệ nha các bạn. Sản phẩm của Smart Cook thì giá cả cũng rất là hợp lý thôi, cho nên là họ có thể giảm bớt một số phần để mà giảm chi phí nha các bạn. Bây giờ mình sẽ căn thử sản phẩm này cho các bạn biết là nó sẽ có cân nặng bao nhiêu nha. Sản phẩm này có cân nặng là 286g nha các bạn, khoảng 290g ha. Rồi mình cũng sẽ đo cho các bạn một số kích thước về sản phẩm này luôn. Đây là phần miệng bình nha. Phần miệng bình thì nó có đường kính là 6cm nha các bạn. Phần đế này, phần đế này thì khoảng 6,5cm nha các bạn. Chiều cao thì khoảng 23,5cm nha các bạn. Còn mình sẽ đo luôn cái phần miệng bình. Phần miệng bình này là 5cm nha các bạn. Đấy, phần miệng bình này thì cỡ trung bình thôi. Mình thấy có một số miệng bình nó còn nhỏ hơn nữa ha. Đấy, miệng bình này thì việc lau chùi nó sẽ hơi khó khăn hơn một tí so với những cái mẫu bình mà có cái miệng rộng á. Miệng bình này thì trung bình thôi ha. Các bạn cần phải bỏ dễ lau vào và sau đó có thể dùng đũa gì đó để lau cho nó dễ ha. Các bạn lưu ý khi mà vệ sinh những cái mẫu bình giữ nhiệt á, chúng ta không nên sử dụng những cái bùi nhùi bằng sắt để mà chà rửa những mẫu bình này ha, tại vì nó có thể ảnh hưởng tới cái phần lớp sơn cũng như cái khả năng chống dính ở bên trong của bình này. Chúng ta nên sử dụng những cái bùi nhùi bằng vải ha, để lau chùi cho những cái sản phẩm bình giữ nhiệt như thế này ha. Ok. Đó chính là cái phần trên tay cũng như là đánh giá của mình về cái mẫu bình giữ nhiệt này ha. Mình thấy đây là một cái sản phẩm khá là chất lượng của Smart Cook ha, một cái thương hiệu đến từ châu Âu, khá là chất lượng. Và các bạn có thể mua sản phẩm này nè để làm quà tặng nhân ngày 20 tháng 11 sắp tới nha các bạn. Để kết thúc video ngày hôm nay thì mình muốn giới thiệu cho các bạn về một số dịch vụ của bình nước tin ha. Bên mình là chuyên cung cấp các cái sản phẩm về bình nước tin nè, ô dù nè, quà tặng doanh nghiệp nè, cũng như là in logo, cắt logo ha. Nếu như các bạn quan tâm thì các bạn có thể liên hệ bên mình thông qua website là bìnhnướctin.com, hoặc là các bạn có thể gọi số điện thoại hotline ha, đang hiển thị trên màn hình đấy các bạn ha. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip ngày hôm nay, và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong những video clip kế tiếp nha. Hãy đăng ký kênh để chúng ta có thể theo dõi thêm nhiều video khác nha. Bye bye, hẹn gặp lại.